Với nhiệm vụ chính là thăm dò địa hình, khắc phục vật cản nổ, phá các bãi mìn, giải phóng đường cơ động và mở lối tiến quân xuyên qua khu vực bị giải mìn trong điều kiện địch vẫn đang xối xả nã đạn. Xe bọc thép BMR-3M hiện nay là mô đen mới nhất, trên thế giới không có khí tài tương đương. BMR-3M có thể tìm kiếm và giả phá bom mìn ngay cả trong tuyết, dưới và bên trên mặt đất. Xe sử dụng nguyên lý đè nổ để kích nổ mìn hay vật cản nổ khi trục cán chen qua chúng mà không làm ảnh hưởng đến càng quét mìn nhờ thiết kế đặc biệt. BMR 3M vớp sử dụng khung gầm của xe tăng T-90 với lớp bọc thép được gia cố mạnh. Xe được trang bị hệ thống bảo đảm sinh hoạt cho kíp lái, lọc không khí, chống lại vũ khí hóa học, vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh học. Dù điều kiện thời tiết bên ngoài dao động từ âm 40 đến 60 độ C thì tổ lái vẫn không bị ảnh hưởng do vớp có điều hòa không khí luôn tạo nhiệt độ thoải mái nhất. Vũ khí chính của BMR-3M là súng máy phòng không 12,7mm, được điều khiển từ xa. Kiếp lái có thể ngồi trong xe đóng kín và ngắm bắn mà không cần phải xuất đầu lộ diện. Và được trang bị một số loại như 8 súng phóng lựu chống tăng, hệ thống phóng lựu đạn khói ngụy trang 902V Tucha, súng chống tăng RPG-7D với 6 viên đạn, hai quả tên lửa phòng không vác vai 9K38 ILA, súng tiểu liên AKS-74 với 150 viên đạn và 10 lựu đạn. Ngoài ra BMR 3M có hệ thống cho phép vượt qua hầu như mọi chướng ngại vật có nước như ao hồ đầm với độ sâu tối đa lên tới 8m bằng cách lặn và đi dưới lòng hồ.